Đi, đi luôn. Đi đâu? Đi chơi. Tao đang bực lắm, không có tâm trí. Đi, đi làm ly cà phê chơi. Ở đâu? Đi ra buổi diễn cà phê với tao. Thôi, dẹp, không thích. Gì không thích? Ngoại gái nhiều lắm. Đi, đi. Thôi nha. Đi. Nha. Trời, ngoài buổi diễn nhiều gái lắm, ngồi uống cà phê cua gái ngắm gái chơi. Đi, chán mày thiệt chứ. Ở ngoài toàn gái Tây không, tao có biết nói tiếng Anh đâu mà cua. Trời ơi, mày nói gì? Đi, đi với tao mày khỏi lo. Tao nói là tao không có thích nha. Ê, mày làm gì ghê mày? Nè nha, tao cảnh cáo mày nha, tao nói là tao không thích thì đừng có ép. Trời ơi, ép gì đó. Tao đâu ép mày đâu, tao nói rồi, ông ấy nhiều gái lắm, đã lắm cái Tây không à. Đi. Đi tao đi. Rồi, mày nhây quá. Chứ nhà buồn quá mày ơi. Thôi không về đâu. Mày đi tao đi mày đừng có tiếc nha. Mày bị khùng với làm gì tiếc? Nhảm. Nhảm cái đầu mày. Nè, để tao khai sáng cái đầu của mày nha. Cấm mày nghe mày. Mày có thừa nhận mày dốt tiếng Anh không luôn? Á. Thì đó, mày đã dốt tiếng Anh là phải tiếp cận người tiếng Anh nhiều hơn chứ. Có người tiếng Anh nữa hả? Thì tao nói người nước ngoài nó sao mày ngu dữ vậy luôn? Mặt mình ngu lắm hả ta? Ê, cái con Lũ kia. Chửi tao ngu hả? Mày nghe lời tao. Lũ ơi, Lũ, ba đợi một xíu để con nói chuyện với Lũ cái. Đi uống cà phê với ba không? Đó, mày thấy chưa? Ba rủ tao uống cà phê kìa. Thì mày đi đi. Thôi, ở ngoài bùi diện ai đi cũng có cặp. Tao đi có bình lẻ loi buồn lắm. Thì ba với mày đủ uống cặp rồi. Không được, mày biết. Đi. Đi. Thôi sao mày nóng tính dữ luôn? Mày dốt tiếng Anh rồi mày còn nóng tính hả luôn? Dốt tiếng Anh vậy nóng tính liên quan gì hả thằng khùng? Thường mấy người nóng tính nó dốt tiếng Anh lắm. Ừ, tao dốt quá. Tôi nhìn cái mặt mày khó ưa quá mà biến đi Lũ. Vậy thôi, giờ mày không đi tao ở nhà luôn. Thì đi đi. Thôi, mày đi tao không đi. Mày đi tao đi. Đi không? Đi. Trời ơi, nghe dễ sợ. Tao không hiểu mày luôn á luôn. Tao dướng bận gì mà mày không hiểu. Chỉ mỗi cái gì không biết tiếng Anh thôi mà cũng dám đi ra bùi diễn cà phê với tao nữa đi. Lũ lũ, lẹ con đi mày. Đợi con xíu để con ăn uống luôn cái. Đi, đi cứu. Thôi nha, trời này nghe dữ trời. Vậy giờ tao hỏi mày nè, mày muốn biết tiếng Anh, muốn biết tiếng English phải không? Trời, nói chữ English mà ra nước miếng lùm lùm à. Mày biến coi. Ây da, hỏi mày nè, mày muốn học tiếng Anh không? Dạ biên, tao lớn tao già sao học được nữa. Học chung mấy đứa nít sao học được. Vậy mày qua IMAX học với tao đi, hay lắm á Lũ. Mày đừng có cắn nữa coi. Trời ơi, này nhây ghê. Bây giờ sao có qua IMAX học với tao không? Có dạy cho người lớn thiệt không? Có, mày nói không có nói mày chi. Nè, để tao kể cho mày nghe. Bên IMAX đối tượng của họ là người lớn nè, chuẩn bị du học định cư, du lịch, làm việc nước ngoài. Họ dạy mình nói tiếng Anh chuẩn hay là chuẩn luôn. Thì được cố vấn bởi bậc thầy chuyển giọng, ông Andy Carrigan. Ông đó là ông nào? Hỏi mẹ biết alo, ông ấy là đạo diễn đàm thoại phim Hollywood á. Trời, Hollywood luôn hả? Đúng rồi, chuyên chuyển giọng diễn viên Hollywood luôn á. Biết đâu khi mày học xong mày được làm diễn viên Hollywood á luôn. Trời ơi, thiệt Lũ, mày đừng làm tao nức cục mày. Tao muốn làm diễn viên Hollywood. Trời, một chữ tiếng Anh lận lương cũng biết mà đặt Hollywood. Nghe mất ói luôn rồi. Sao ba chọc con? Mà con không biết tiếng Anh thiệt. Thì ba cũng vậy nè. Thôi đi, ba tới IMAX học trước xem như thế nào. Trời, Hollywood. Trời ơi, bộ con thích Hollywood lắm hả luôn? Hollywood, ai mà không thích. Mà mày biết Hollywood là gì không? Hollywood là... Là gì? Là gì biết chết nhiên á. Là gì trời?